Hello, xin chào các bác nhé. Hôm nay em thật sự là rất là tiếc con chim nó sổng ra các bạn, nên em sẽ thu phục nó lại và em sẽ quay về đoạn video để chia sẻ với các bác là em nuôi con chim trẻ than này, nhưng mà ra thì nuôi nó còn được bồi bổ nhưng nó hơi nhát tí, nên sổng ra để em muốn bắt lại nó ở trên cây các bác nhé. Em bắt lại nên em quay video chia sẻ với các bác nhé. Đó. Còn trẻ than của em đang trên cành cây xưa rồi. Em đang nhử mồi thì gọi là xuống các bác nhé. Thật ra sổng từ sáng rồi, đang đói nên là cũng muốn xuống ăn lắm rồi nhưng mà nó vẫn chưa xuống các bạn. Em đang nhử mồi để em bắt nó. Bắt nó xuống để cho vào lồng nuôi cho các bác nhé. Đó, quay lại. Đó, nó đang nhảy nhót nhót các bác nhé. Hơi khó nhìn nên em quay hướng mặt trời nên nó hơi khó nhìn một tí. Đó. Rất là khó chịu. Đó, đang muốn xuống rồi các bạn. Đấy, bên cạnh kìa. Đó. Con này em nuôi nó không được thuần lắm nên là ra này hơi khó bắt lại các bạn. Mất rất là nhiều thời gian từ sáng giờ em đang nhử nó để nó xuống. Đấy, nó rủ đi mất đấy. Ở chim ngoài rừng rất là nhiều chim nên là em cũng có khả năng em sợ nó rủ đi các bạn. Đấy, những con già hơn nó sẽ rủ đi. Đi mất giờ đấy. Thôi, đừng làm sợ. Đang chuyển thằng cây bên cạnh này các bác nhé. Khó nhìn quá. Đấy, đang được đậu bây giờ những cái cành mà không có lá các bác nhé. Hiện tượng là đang sắp xuống rồi các bạn. Đấy, đang đói là muốn xuống rồi. Đâu nhỉ? Cành nào nhỉ? Đây, những cành mít này các bạn. Nhiều cái chim này. Đó kia là em cái lồng em nuôi một đôi các bác nhé, một đực một cái. Nhưng mà rất tiếc con đực nó sổng ra các bạn. Con này rất là lì các bạn. Rất là lì luôn. Đấy. Đấy. Bây giờ bắt xuống cái sim này các bạn. Nó đang xuống dần. Đói, rất là đói rồi. Thì sáng là chưa được ăn gì nên là đói. Sắp xuống rồi đấy. Đấy, đấy. Xuống dần rồi đấy. Thu phục chú chim thành công các bác nhé. Đó. Đấy, các chú chấu có dế ở đấy đâu không? Đấy, dế nó mới ăn cơ. Đấy, cho nhử cái cành ấy. Cứ để cho tí xuống giờ, đói lắm rồi. Xuống nơi rồi. Đó. Chú này là đang bàn báo các bác nhé. Đang bàn báo nên là nó già rồi nên nó bay rất là xa. Nên em bắt lại nó rất là khó, từ sáng giờ mới nó đói nó mới xuống được như vậy các bạn. Và sáng này lên những cây cao nó đứng. Cái là nhửi ở đường ấy. Đấy. Em hay chăm sóc bằng dế nên là nó ăn nó dế nó cũng quen các bạn.
ra giờ bây giờ ra rừng là khó kiếm ăn, tức là đói là phải lại phải về. Có cái ấy, có mày mày vào lấy hộ tao cái ấy kìa. Sợ lui là nó sập tay mất nhỉ. Không. Thôi. Ờ. Thôi đừng cầm, đừng cầm. Con này có là nhát đó các bạn, nên là động mạnh cái là nó bay mất ngay. Đói nhưng mà nó chưa buông xuống thì căn bản nó không thuần. Vậy nên đi sợ hả? Lên cũng muốn há mồm mà muốn xuống lắm này, nhưng mà làm trò tí. Cầm chân nhé. Đó. Đó, bắt đoạn luôn các bác nhá. Đó, thế là thế rồi nhá các bạn nhá. Và lại bà thu phục lừa, lừa mãi cũng bắt lại nó. Thu phục thành công chú chim các bác nhá. Đẹp nhá. À, chim rất đẹp. Bộ này rất đẹp các bác nhá. Béo khỏe. Anh em thu phục thành công à, chú chim được các bác nhá. Bây giờ sẽ cho vào lồng này nuôi lại các bác nhá. Bộ này rất là đẹp, bộ chim được rất là đẹp. Nó đói là xuống ngay các bạn. Căn bản là em nuôi nó không được tuần lắm, nhưng mà tức là nó vẫn chưa quên được lồng. Đó. Ok. Đây, em cho nó ăn các bác nhá. Đấy. Bình thường thì nó vẫn cứ ăn mồi bình thường các bác nhá. Nhưng mà khi xông ra thì nó rất là khó. Đó. Ở bên nhá. Nó xanh đâu rồi? Ở trong máy giặt đấy. Chưa à? Chưa. Đó. Ăn mồi rất là ngon lành các bác nhá. Thế nhưng mà lúc ra rừng là đứng ở trên cây là chỉ muốn đi luôn đấy. Hả? Cầm về mà giặt. Ok, cho ăn thế thôi các bác nhá. Đấy, em cho ăn thế thôi. Đó là đây là đôi chim em đã nuôi được khoảng hơn một tháng trời các bác nhá. Đang bắn báo rồi, rất là đẹp. Hôm nay không may là sổng, em quên cửa lồng nó sổng ra, một con đực nó bay ra mất, còn con cái em đọc kịp lại. Đây, các bác nhìn nó rất là nhát, nên là khi nó ra khỏi lồng đâm ra nó rất là nó khó về các bác nhá. Đấy, em nhiều từ sáng là nó đói nên xuống. Đây, em quay chia sẻ với các bác là khách thu phục chim như thế các bác nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em nhá. Chúc các bác có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công nhá. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo nhá. Cảm ơn các bác rất nhiều nhá. Các bác, bye các bác nhá. Bye bye.